Ngay trong buổi sáng đầu tuần, đích thân trung đội trưởng đứng dưới lá quốc kỳ đọc 10 lời thề danh dự đã khiến 4 nữ quân nhân của chúng ta cảm thấy xúc động. Họ cảm nhận rõ niềm vinh dự khi đang khoác trên mình màu xanh áo lính. Cũng trong buổi sáng, lần đầu tiên 4 nữ chiến sĩ mới được tiếp xúc và học các công đoạn tháo lắp sử dụng súng. Mọi bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên, việc đi chân trần trên nền đất đá cứng và học ngụy trang dưới cái nắng như đổ lửa là một thử thách khắc nghiệt với những cô gái trẻ. Chưa hết, tiếng min nổ trong rừng và tiếng bộc phá phát nổ trong lô cốt đã khiến các nữ chiến sĩ sửng sốt. Từ đây, họ biết mình không được phép gục ngã. Đứng dậy, nhanh, đứng yên, đứng yên. Ngồi xuống, đứng thấp xuống. Vận động lên bắn. Tăng tăng, tăng tăng. Thuận tập. Sau quay, về vị trí. Binh một phát. Ôi, lúc đó là cái tay em nó ù, mà chân tay em nó bủng rủng luôn ấy. Em đứng cỡ 5 phút em mới hoàn hồn lại. Đồng chí Nhung ra vị trí. Điện. Đến giai đoạn đồng chí xuê súng dọc theo thân người, chống tay xuống đất. Tất cả đồng chí thực hiện theo khẩu lệnh. Đồng chí thực hiện động tác kiểm tra cửa nấu bắn. Ném. Đứng dậy. Nhanh. Nép vào tường thành, đứng lên. Đứng dậy. Thực hiện động tác bắn AK đâu. Vận động bắn lên. Tăng tăng, tăng tăng. Vận động lên để bắn. Tăng tăng, tăng tăng. Thôi tập. Sau quay. Rồi, súng dọc thân người, người quỳ xuống. Chân ngoài duỗi thẳng, đúng rồi. Điều hóa, biết. Nhắm vào. Đứng dậy. Quay, đứng lên. Đứng lên này. Vận động lên bắn găm. Tăng tăng, tăng tăng. Hô tập. Tập trung vào đây. Chú ý này, các ông chí thực hiện động tác đứng dậy này. Nhanh chóng các ông chí thực hiện động tác bước chân này. Người trở về tư thế thấp. Rõ chưa? Mặt quay ra ngoài. Sau khi nổ thì bắt đầu vận động lên vị trí này. Các ông chí bước qua chân trái. Thoát lăng, thoát lăng. Rõ chưa? Rõ. Súng dọc thân người. Người chống thấp. Chân chống nào, tay chống nào. Bộ đồ gây nổ quay xuống dưới. Đã kiểm tra cửa đấu bắn chưa? Tốt. Mắt nhìn theo tay. Đồng chí nhớ động tác ẩn tránh chưa? Nhớ. Ai nhớ? Với các đồng chí tôi nhớ. Đi hoa. Tăng tăng, tăng tăng. Tốt. Về vị trí. Đồng chí làm sao vậy? Tốt. Ăn người nữa mà. Đấy, chúng chỉ quan sát. Đồng chí Vân Anh rất bình tĩnh, từng động tác một, chuẩn bị điểm hóa. Đứng nguyên đấy. Đồng chí chú ý tập trung, đứng thẳng lưng lên. Bếp bếp, bếp bếp. Hội tập, sau, quay. Về vị trí. Tỉ mỉ, cụ thể, chính xác, mắt nhìn theo tay. Tốt. Điểm hạ. Đứng quay mặt, rồi, tốt, như thế tốt. Ôi tập, sau, quay.
về vị trí Hương dậy. Đồng chí tiếp theo. Thật sự lúc đấy đang cho rằng là đấy là một cái nhiệm vụ khá là nguy hiểm. Tiên. Súng đồng chí hơi check lên trên tí nữa. Tốt. Mắt quan sát về hướng tiến. Mắt luôn luôn quan sát về hướng tiến. Chống tay không đất. Tỉ mỉ. Mắt nhìn theo tay. Tốt. Làm chuẩn bị. Khi nào tôi hộ chưa? Khi nào tôi hộ điểm hỏa mới được điểm hỏa nữa chứ? Về tư thế chuẩn bị. Điểm hỏa. Nhem. Đứng dậy. Đứng yên. Mắt quan sát ra ngoài. Vận động bắn. Tăng 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 tăng. Tốt. Sau quay. Về vị trí. Khi mà mình chứng kiến được cái sự nguy hiểm thực sự thì lúc đấy mình mới biết rằng là cái sự chính xác, cái sự tỉ mỉ mà người ta đang ép mình phải làm giống hệt một cái người mà chiến sĩ đặc công ấy, là nó có ý nghĩa như thế nào. Kiểm tra cửa nó bắn. Tốt, đưa ra. Điểm hỏa. Đứng dậy. Đứng lên. Núi lại, núi lại. Bắn. Hội tập. Vị trí. Khi tôi thực hiện nhiệm vụ, tôi cứ nghĩ là bom giả. Nhưng mà khi tôi quăng vô là bom thiệt. Tôi có chút hoang mang và sợ và giật mình. Nhưng mà cảm thấy rất là vui, rất là thích. Mà cũng sợ. Hết. Nếu tiếp tục cho đồng chí có tiếp tục thực hiện không? Vâng các đồng chí, tiếp tục ạ. Quyết tâm không? Quyết tâm. Vâng các đồng chí, tôi cảm thấy hơi sợ một tí. Nhưng mà qua rồi. Ổn rồi, nên tôi thấy rất vui. Rất cảm ơn các đồng chí trong quá trình thực hiện. Mặc dù là các đồng chí nào mới, các đồng chí thực hiện nghiêm cái nội dung động tác. Đặc biệt cái nội dung này các đồng chí thực hiện rất nghiêm và đảm bảo an toàn tuyệt đối và có tính ứng dụng thực tế. Bởi vì trong quá trình huấn luyện của nội dung đặc công thì tất cả các chiến sĩ đặc công đều phải tiếp xúc với cái nội dung đạn thật và thuốc nổ thật, lưu đạn thật để làm rèn luyện bản lĩnh, tu luyện ý chí chiến đấu và sẵn sàng nhận bất cứ tình huống nào khi được giao. Sau một ngày huấn luyện căng thẳng và mệt mỏi, cả tiểu đội đã được chỉ huy cho phép gọi điện về gia đình. Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của mỗi người sau quãng thời gian nhập ngũ. Alo, alo mẹ. Ừ. Mẹ dạo này có khỏe không? Con nhớ nhà quá, con muốn về quá. Thôi, cố gắng con ạ. Nhưng mà nhiều lúc con thấy chán lắm mẹ. Sao? Thì con thấy mệt nên con thấy chán. Xong con thấy nhớ mẹ. Ngày xưa bố mẹ khổ như thế mà. Thế mà mẹ đã kêu rồi. Nhưng mà ngày xưa là ở còn có bố mẹ, bây giờ không có. Nhưng mà dù sao thì mọi người cũng tốt với con. Dạo này con đen lắm mẹ. Mọi người vì con đen như cái đít chảo. Đen xong xấu. Người ta đen người đen người ta tệ. Ai bảo đen ai bảo con đen thì con bảo cháu vất vả cháu đen. Thôi nhưng mà kệ đằng nào bộ đội mà chắc là cũng phải đen thôi. Bộ đội phải đen. Bộ đội phải đen thôi là bộ đội phải đen. Bộ đội phải khổ. Chứ không thể là bộ đội phải sướng được, con hiểu không? Vâng. Bố mẹ đi con biết vất vả như nào không? Vâng. Con biết mà. Mẹ làm gì đấy? Đang xem phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Ở trên có thèm không? Không, thì tập về tối mịt rồi, thêm thọ đi nữa. Ừ. 8 giờ về nhà mẹ. Nói chung là học tập căng lắm. Bắt cô mẹ đi chân đất đi học mà. Bên kia xong hết chưa? Xong rồi. Ngô, trông ngô không ạ? Có, trông ngô tốt lắm. Vâng. Đang chụp cô là tắt hòa. Vâng. Thôi mẹ ngủ đi nhá. Ừ. Hello. Mẹ hả? Bé hả? Ừ. Cầm tiền được hả? Hả? Alo. 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 Alo.
Tại sao sau bữa ngay đầu yếu xong mà chịu làm con? Bởi mẹ nói ăn uống với con ăn. Ủa sao mày biết? Sao mày biết? Mẹ con nói chuyện được 5 phút à. Tại con bị tụi tôi điện thoại á. À, 5 phút thì nói cho máu đi mẹ nói. Để thôi cố gắng nghe hí. Ba mẹ khỏe không? Ba mẹ khỏe không? Dạo này ở nhà có gì mới không? Có gì vui không? Cũng bình thường, không gọi chi hết. Không gọi chi ba ngủ rồi. Cái thời tiết ngoài đây nó nóng mà nó gắt á. Xong rồi còn phải đứng ngoài nắng cho chịu không nổi không chịu. Nhưng mà mấy ngày hôm sau thì con bình thường à. Tại vì lúc đó như tập đôi đó con khó lắm á. Cũng nói chung là con làm được không sao. Có đồ ăn được không? Đồ ăn thì cũng ngon. Mà có điều tập mệt á. Con ăn cũng được ít rồi. Nếu mà gặn ăn hết rồi. Mẹ con phải cúp rồi. Hết 5 phút rồi. Ha. Rồi. Lúc đó giữ chút sức khỏe nghe. Mẹ cũng vậy nha. Con ra con gọi lại cho mẹ liền. Giờ huấn luyện sáng vẫn là những thủ tục làm đẹp quen thuộc của chị em khi bắt đầu ngày mới. Trong lúc đó, Mai Ngô có dấu hiệu bị cảm và phải cần đến quân y hỗ trợ. Đau mỏi hết người, đất các khớp, ngồi dậy nữa các khớp sụn nhiều không? Không. Nó phải chảy không ra? Không. Bỏ giày ra. Bỏ giày xuống lên giường nằm. Thôi cứ nằm ngủ lúc đi cho nó. Bỏ giày ra cũng. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ việc nắm nội dung và kết quả luyện tập của các đồng chí. Trước tiên, ta sẽ tiến hành kiểm tra nội dung, kỹ thuật neo dây dọc, trường hợp có nút thắt. Chuẩn bị neo dây! Neo dây! Các đồng chí đều đạp kẹp chân thẳng lên, tốt. Nhung ơi, cố lên. Cổ vũ. Nhung ơi, cố lên. Cố lên con ơi. Tưng tưng rồi. Cố lên, cố lên. Không có nhấc nổi. Tại vì là cái đó lực tay là phải mạnh. Mà lúc đó tay của em đang bị thương nữa. Cho nên là em tì lên cũng không nổi. Giỏi quá Linh ơi. Linh ơi siêu quá. Linh ơi cố một tí nữa. Mấy cm nữa là chân nó chạm. Tốt. Giữ nguyên, giữ nắm chắc chắc. Linh nắm tay chắc vào. Xuống. Ngồi xuống. Ngồi hẳn xuống đúng rồi. Thả chân xuống.
rồi. Cố gắng lên. Được. Đồng chí Ngân đứng ở vị trí. Em cố gắng lắm luôn ý. Cái chân tay em nó run như này. Em đứng em cứ như này rồi. Khi mà bắt đầu co chân lên ấy, thì ngay cái chỗ phần bao tử của em ấy, nó thắt lại. Em không giơ lên nổi. Em cũng chịu thua luôn. Eo Linh giỏi thế. Đồng chí đứng ở vị trí. Chuẩn bị lên đây. Nếu dậy. Các đồng chí cổ vũ cho đồng chí đồng đội ở phía trên. Các đồng chí cổ vũ mạnh vào phía dưới. Tốt. Đi chậm từng cái. Đồng chí Giang tốt. Cố gắng lên. Cố gắng lên, không được bỏ cuộc. Cố gắng lên. Đồng chí Giang cố gắng lên. Giữ chân, giữ chân đồng chí, giữ cái dây chắc dây. Đồng chí Nhận giữ chắc dây. Không được bỏ cuộc. Cố gắng lên. Đồng chí Bách, đồng chí Tùng ra vị trí bảo hiểm tăng cường cho hai vị trí. Phát nó lên luôn. Các đồng chí cố gắng lên. Cố gắng lên. Tốt. Không được bỏ cuộc. Đồng chí Vân Anh và đồng chí Hằng, đồng chí cố gắng lên. Sắp lên là kết thúc rồi. Đồng chí Hằng mà lên hai chân cùng một lúc. Giữ chắc dây rồi, bảo hiểm giữ căng dây. Đồng chí Giang cố gắng lên, không được bỏ cuộc. Đồng chí Giang cố gắng lên. Đồng chí Giang cố gắng, không được bỏ cuộc. Em sợ là chị Giang sẽ bị chuột tay á. Tại vì cái người chị Giang còn run hơn em gấp 10 lần. Kể cả cơ mặt cũng run. Quyết tâm nào. Cố gắng lên. Lên. Đâu đâu, từ từ bình tĩnh. Tốt, tốt, cố gắng. Đồng chí Hằng cố gắng lên. Hằng đâu? Lên. Quyết tâm lên Giang, cố gắng quyết tâm lên. Tốt, thôi. Tốt. Một nút nữa. Cố gắng lên. Đồng chí Hải đâu? Đồng chí Hải về vị trí bảo hiểm. Cố gắng lên. Cứ rồi không chí cứ lên bình thường. Còn một chút nữa, cố gắng lên. Khẩn trương. Bảo hiểm quốc trí tăng cường quan sát. Tốt. Bám quan sát. Cố gắng, rất tốt. Đồng chí Giang giữ chắc tay. Cố lên chị Giang, cố lên chị Giang. Nhưng mà ai ngờ chị Giang lên tới chển luôn. Cái ý chí chị quá mạnh. Quá bất ngờ, quá khâm phục. Ngồi xuống, bám vào dám vào dây, bám vào dây. Bám chắc vào dây. Tốt, hai chân xuống cùng. Hai chân xuống cùng. Hai chân xuống cùng. Đồng chí Giang, hai chân xuống cùng. Đỡ, đỡ, đỡ. Đồng chí Giang, về vị trí. Nản chí. Nhưng mà ở dưới thì tất cả đều nói là cố lên, và chỉ huy cứ liên tục nói là không được bỏ, không được bỏ. Trong đầu mình nó chỉ nghĩ là mình không thể bỏ. Rất biểu dương tinh thần cố gắng của đồng chí Giang. Đề nghị cao chí nhiệt liệt hoan nghênh. Nên khi mà mình chạm tay được vào cái thanh ông già thì thực sự đây mình cũng không tin là có thể làm được. Ở nội dung leo dây ngang, sau khi các chiến sĩ mới đã nắm vững các kỹ thuật cơ bản, để tăng độ khó, chỉ huy quyết định cho tiểu đội nữ đặc công thực hành leo qua sợi dây vắt ngang trên mặt nước với khoảng cách hai đầu dây là 20m. Quay trở lại với Mai Ngô, sau khi đã nghỉ ngơi gần hết buổi sáng và được quân y thăm khám lại, cô đã gượng dậy và quyết định ra thao trường cùng đồng đội. Những đồng chí nào xung phong thực hiện nội dung này đầu tiên? Giơ tay. Đồng chí bỏ tay xuống. Đồng chí Linh sẽ làm công tác chuẩn bị neo đầu tiên. Neo dây. Tốt. Cố gắng lên. Đồng chí cổ vũ cho đồng chí Linh.
Linh cố gắng lên. Tốt. Kệ nó. Rơi là kệ rơi. Cứ leo đi. Cứ đi bình thường. Bắt đầu đây, không được vào. Như nào tôi phải xuống, nó phải đứng ra ngoài, lên. Bắt chân lên dây, gồng người lên. Không lên được rồi. Thả xuống. Bảo hiểm đưa lên bờ. Chỉ lớn ra đồng chí thôi, nó dài. Đồng chí tiếp theo. Vân Anh cố gắng lên. Chân cứ bám vào bình thường. Tiếp tục. Vân Anh không được đưa chân ra bên ngoài, chân vẫn cứ quặp bình thường. Càng giữ càng mệt. Đi đi. Cố lên, đi đi. Hít hơi vào, giữ hơi đấy. Cố lên nào, cố lên. Càng giữ nữa càng mỏi. Đừng đứng lại, đi đi. Cố gắng lên, cố đi ơi. Cố gắng lên. Con lên Vân Anh ơi. Lấy hơi đi, một nhịp nữa nào. Thả chân. Tốt, bám tay ra đúng, đúng rồi. Tốt. Tiểu đội trưởng cố gắng lên. Tốt. Tiếp tục đi. Cứ đi bình thường. Cố lên. Kéo ra tay lên. Hai giỏi rồi. Giỏi quá rồi. Khẩn trương, không dừng lại. Đỡ đầu. Đi đây, đây không dừng lại. Đồng chí Ngân, đồng chí Nhung, có đồng chí nào thử thích được tham gia thử nội dung nào không? Mấy lên. Dạ, em thử. Mời đồng chí Nhung. À, đồng chí Ngân. Lúc đấy thì sợ, em không sợ. Tại vì bây giờ mình đang bị đuối sức quá rồi. Neo dây. Đỡ, bảo hiểm tập trung. Bước dài chân lên. Chỉ dùng cái gót thôi, chủ dùng cái gót thôi. Đúng rồi. Lúc bước lên đây thì thật sự lo sợ. Tay em không còn nắm nổi nữa. Ngân ơi, cố lên. Ngân ơi, quyết tâm đi nào. Đi được 50% đoạn đường rồi. Bám chặt một chút nữa. Đúng rồi. Cố gắng lên. Tiếp, đừng có dừng lại càng mỏi. Được chưa? Cố gắng lên. Không được rơi. Về nhà không có thời gian đâu mà tắm. Cố gắng lên. Còn còn lại cuối cùng, còn khoảng 2 mét nữa. Ngân cố gắng lên. Tay dài ra tí nữa. Sâu quá, chân nó sâu quá. Cứ mình gót thôi. Mẹ Linh thì thế rồi đó. Hết. Bám tay lên đi, còn đoạn nữa kết thúc đây. Đoạn ba thôi. Bảo hiểm chú ý. Đỡ cả phía chân nữa. Hai cái đuôi. Cố lên một tay nữa. Tới lúc đó là em cảm thấy là hai anh vịn được cái lưng của em, là em lấy hai cái tay bấu vô hai cái cổ của anh liền. Coi như buông xuôi luôn. Đẹp. Sướng thì coi như là vừa đau vừa vui. Xong rồi cũng có hơi khóc nhèo một chút xíu. Đây,
xấu hổ. Tại vì đáng lẽ mình làm được thì mình phải vui chứ, nhưng mà thì nó vừa vui vừa mệt vừa đau. Nhưng mà nghĩ là wow, mình vượt qua được rồi. Xong rồi cảm xúc dâng trào một tí. Nè ông ơi, thả lỏng, thả lỏng dây, giữ dây nhẹ, người nhẹ cũng là một lợi thế. Giỏi, đừng móc sâu quá. Cố lên, nhanh quá sợ dối. Cố lên, cố lên đâu. Quá nửa hồ bơi á, thì cái đầu của em nó nặng quá rồi em không có đỡ được, em ngã cái đầu ra là em thấy là em chuẩn bị té xuống rồi đó. Tay trái vô coi. Tay phải. Cố lên, bà nhìn tôi. Đỡ bên trong tay kìa, đỡ bên dưới. Tiếp tục đi. Đỡ người dưới nó an toàn. Giỏi quá. Em cứ nghĩ là đi tiếp, không có được nghĩ tới chuyện té xuống. Tức là cứ đi tiếp thôi. Tốt, bước dài chân đúng rồi. Chân nọ tay kia đúng rồi. Đưa cao chân lên. Bước dài chân cao lên. Tốt, tốt, tốt. Cố gắng lên, hàng cố gắng lên. Cố gắng lên, cố gắng lên. Không dừng lại, đi đi. Đúng rồi, đi ra. Giải tay ra, giải tay. Rồi, cố gắng lên. Tốt, rất cố gắng, rất cố gắng. Về đi chơi, cố lên. Em phải nhớ. Cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng lên, cố gắng lên. Sắp kết thúc rồi. Còn có 3 bước nữa chị. Thả chân xuống. Co người lên. Cư ơi, để ý cái lực lượng này lên bờ này. Anh em làm được không? Được. Có vùng nguy hiểm không? Không chí ơi, mai muốn thử. Không làm được thì té thôi. Cô quyết tâm không? Quyết tâm chứ. Sức khỏe tốt chứ? Thì được. Bảo hiểm, ra vị trí. Thực sự là có những cái giây phút mà đang cảm tưởng giống như thực sự là ở trên đó là một cái những cái kẻ địch đang đứng gác và mình đang tiến lên nó trong một cái khu rừng mà đầy giấy, ở dưới là côn trùng, mà đó là côn trùng thật sự luôn và kinh khủng một cái cách dã man. Ngày hôm nay thì em cũng đã vượt qua được một số những cái điều mà em không có nghĩ là bản thân mình có thể làm được. Nếu mà em không có vào đây, cảm thấy rất là vui. Đồng cảm với nhau, hy sinh vì nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dù có khó khăn, dù có mệt mỏi, dù có như thế nào. Em có thấy ngưỡng mộ mọi người lắm. Trời, khi mà mình quay về phải chi xung quanh cuộc sống mình, cái cách đối xử nó như vậy á,